Dạ, em xin chào mọi người. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu với mọi người một dòng Silent của Yamaha. Dòng Silent đặc trưng của Yamaha mọi người. Đây, đây là cái bao ha. Cái này em sẽ mở nó ra. Em lắp ráp cho mọi người xem nha. Đó. Thì cấu hình đàn nó sẽ có hai phần. Đấy, đây là thân đàn. Và đây là một cái tai. Nha mọi người. Đây. Và cây này là dòng Silent SLG 100S mọi người. Đây. SLG 100S Made in Taiwan mọi người. Made in Taiwan. Là cây này được sản xuất ở Đài Loan nha mọi người. Đó, thì đây. Tay nó sẽ như vậy. Thì mình sẽ đưa vô. Nó có hai cái lỗ. Đường dài mạnh nó vào đây, siết nó lại là xong nha mọi người, rất là tiện cho mọi người mang vác đi ra ngoài nha. Hai cái này mình có thể đưa dây đeo vào mình đeo rồi. Và cây đàn này thế mạnh của nó là gì? Thứ nhất, nó rất là gọn, là mọi người có thể mở ra rồi đưa vào cái bao, nó gọn cho mình mang tới lui ha. Cái thế mạnh thứ nhất là gọn. Cái thế mạnh thứ hai là trên đàn nó sẽ có effect. Đây. Là nó có sẽ có thẳng là reverb nha mọi người. Nó sẽ có hai chế độ reverb 1 và 2. Tí nữa em test đàn em sẽ đánh hai chế độ reverb cho mọi người nghe thử nha. Rồi, mình có chỉnh bass chép trên này luôn. Thì cây Silent này nó mạnh về cái EQ. Đó. Đầu cần. Đó. Khóa vàng nha mọi người. Cây này là khóa vàng. Mã là SLG 100S. Cây này em bán với giá là 9 triệu thôi nha mọi người. Em đang sale với giá là 9 triệu. Có bao nha mọi người. Đây, có bao pin. Rồi. Và cái cần đàn. Cần đàn dòng Silent này rất là thẳng luôn, rất là thẳng luôn, thẳng bằng. Cây này mọi người đem đi biểu diễn chơi sân khấu rất là tốt. Nó sẽ không có tình trạng bị hú, bị gọi là bị feedback. Đàn thùng thì hay bị, nhưng mà cây Silent này thì sẽ giải quyết được cái vấn đề đó. Rất là gọn. Tiếng cũng rất là hay nha mọi người. Rồi. Và cây SLG 100 này em bán với giá là 9 triệu nha mọi người. 9 triệu. Clip này em chỉ lên 2 cây thôi. Thì phụ kiện của nó. Đây. Nó sẽ có giấy tờ đầy đủ nha mọi người. Một cái tai phone. Đây, một cái tai phone để mọi người nghe buổi tối. Mà đánh đàn không có làm phiền tới người khác nha. Đó, một cái tai phone. Một chiếc adapter gain. Nhưng mà lý do là hàng này của em là hàng em mua từ Nhật, cho nên ở nội địa Nhật thì họ xài là điện 100V nha mọi người. Đây, AC 100V. Thì mọi người muốn xài cái này thì bắt buộc mình phải mua một cái cục chuyển điện nha. Một cục chuyển điện nhỏ lắp sẵn ở đây luôn, hoặc là mọi người có thể sử dụng biến thế. Nhưng mà theo em thì nên sử dụng pin nó sẽ tốt hơn. Nên sử dụng pin nha mọi người. Rồi. Và em tặng kèm một cọng dây đeo nha. Đây là bao pin. Rồi. Sau đây em mời mọi người nghe thử chất âm của nó. Rồi. Em sẽ sử dụng là không có effect nha mọi người. Đó, không có reverb. Rồi. Đầu tiên em sẽ đánh là không có reverb nha mọi người. Thank you.
đánh cái reverb số 1 nha mày. Reverb 1. Mọi người nghe không? Nó có một cái reverb nhẹ. Cái reverb số 2 không mọi người. Đây, reverb số 2. Các bạn nghe nó vang không? Rồi, mọi người có yêu thích cái cây silent này thì liên hệ với em nha. Giá của nó là 9 triệu ạ. Em sẽ ghi lên màn hình. Rồi, và tiếp theo là một dòng silent cao cấp hơn nha mọi người. Đây, đây là dòng Yamaha Silent SLG 200 nha mọi người. Đây, SLG 200. Thì nó khác với lại 100 hồi nãy là gì? Là cái tay này bằng gỗ nha. Cái dòng trước là tay bằng carbon, nhưng mà dòng này, dòng từ 120 đổ lên thì họ sẽ làm lại cái tay bằng gỗ. Rất là đẹp nha mọi người. Body gỗ này ha. Thì cấu tạo nó vẫn như cái trước thôi. Em sẽ giới thiệu qua sơ qua thì nó được làm bằng gỗ rất là đẹp ha. Gỗ này SLG 200 nha mọi người. SLG 200 S là dây sắt đó mọi người. S là dây sắt đó. Đây, khóa ha. Rồi, cây này bộ effect nó rất nhiều. Bộ effect cây này rất nhiều nha mọi người. Đó, nó sẽ có bao gồm là sử dụng BU hoặc là mid ha, chỉnh chép bass riêng nè, out nè. Nó sẽ có reverb 1, 2 và một cái chorus. Một cái chorus nha mọi người. Đây. Và có tuner, đây là tuner nha mọi người. Đây, đây là màn hình để mình lên dây ạ. Rồi, và cây này em bán với giá là 12.500.000 đồng nha mọi người. 12.500.000. Dòng 200 này em còn rất là nhiều luôn, em còn khoảng 3-4 cây là. Đấy, mọi người thích thì mọi người liên hệ em qua số điện thoại hoặc là Zalo nha mọi người. Đó, em có kèm link, em có kèm số điện thoại ở trên góc màn hình. Có
với lại link Facebook của em để dưới mô tả nha mọi người. Thì cái này em sẽ tặng kèm là nó sẽ có bao viên. Đây, đây là bao viên nha mọi người. Thì trong bao này em sẽ tặng kèm riêng một cọng dây chát nha, một cọng dây đeo. Đây, giấy tờ LG200. Rồi, một chiếc tai phone. Một chiếc tai phone mọi người, tai phone chính hãng Yamaha. Đây. Một cái thi chỉnh cần. Rồi, sau đây em sẽ test âm thanh cho mọi người nghe nha. Dòng Yamaha Silent này tiếng rất là hay. Rồi, sau đây mời mọi người nghe thử âm thanh ạ. Rồi, đầu tiên là em sẽ đánh cái tiếng BU trước nha mọi người. Đây, nó sẽ có hai phần, một cái BU và một cái mic. Đó, em sẽ đánh phần BU trước và reverb 1, reverb 2 và cho red nha. Đầu tiên là mình không có effect. Em sẽ đánh không có effect gì hết, không có reverb. Không có reverb nha. Thank you.
Rồi em chuyển qua reverb 2 nha mọi người, cái reverb 2 này. Ở đây nó có chế độ là kết hợp nha mọi người. Đây, em sẽ kết hợp hai bit cúp lại với nhau. BU với lại mic ha. Thì đầu tiên vẫn là không có effect nha mọi người. Cơ bản nha mọi người. Đó, mọi người về có thể tùy chỉnh theo cái ý của mình. Trên này nó rất là nhiều effect, đầy đủ chức năng cho mọi người chơi ha. Đó, anh em đi show hay là thu âm hay là ăn nhậu chơi ở nhà gì đó rất là ngon luôn, cây này rất là tiện ha. Có cái là nó có cái bao mình vác đi du lịch rất là yên.
sai lầm này thì liên hệ với em qua số điện thoại em có để trên góc nha mọi người. Đó. Nhắn cho em qua Zalo hoặc là link Facebook em có để dưới phần miêu tả nha mọi người. Rồi. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.